Xin chào các bác. Chào các bác đến với kênh Trai Phố Núi. Ôi mời các bác cùng Trai Phố Núi thăm cái vườn ươm của Trai Phố Núi nhá. Vườn ươm cây hồi con này. Cây hồi con chọn giống của Trai Phố Núi. Xem nó mọc đều không các bác nhá. Một bồ lên hai cây á. Ghê vậy. Trước cái gieo lỗi. Đây các bác. Vườn ươm của Trai Phố Núi đấy nhá. Hồi chọn giống của Trai Phố Núi đấy. Có cây chuẩn bị lên 4 lá này, có cây 2 lá các bác nhá. Đây cây chuẩn bị lên này, cây còn 2 lá này. Cái này Trai Phố Núi gieo nhiều đợt lắm. Nó không đều nhá, có cái lên nó vẫn chết này. Chả hiểu tại sao, Trai Phố Núi cũng mới làm đầu tiên nên là chưa có nhiều kinh nghiệm lắm các bác ạ. Có cây thì mưa xuống rồi nó bắn lên này, xoáy mòn cái đất đây này, chưa cái rễ ra này, không xem được là nó bị bắn đi đâu rồi chết mất. Rất nhiều cây luôn. Có cái bầu Trai Phố Núi phải bỏ ra này. Cây này ôi cây này xem muộn này, nó cũng mới lên này, như cây này mới lên này, cây mới lên mà bị xoáy này chết con bà nó rồi. Vì 4 lá này hơi cao. Trai Phố Núi chưa cho phân gì nhá các bác nhá. Ui mới làm. Kinh nghiệm chưa có nhưng mà có cây lên này hơi bị sao, bị sâu, bị gì. Cuốn lá nó chết này. Chả hiểu cho sao cái này sâu này. Cây lên nó vẫn chết này, chả hiểu, không hiểu là sao luôn. Đây cả bên này gieo trước này, gieo trước nó lên khoảng lên cao hơn, lên khoảng 4 lá rồi, 4 lá chuẩn bị lên lá thứ 6 rồi, này, chuẩn bị nhú lên cái này này. Cây lên lá thứ 6 này. Đây. Lên lá thứ 6 rồi nhá. Ít lắm. Tỷ lệ những cây kia này rất ít. Ui. Ui. Sâu sâu. Có sâu cuốn lá gì đấy. Sâu này. Không biết các bác có phun thuốc gì không. Trai Phố Núi chưa phun gì. Con sâu nó phá hoại nhiều lắm. Cái gieo cuối này. Gieo muộn nhất là nhưng nó vẫn lên 4 lá nhỏ nhỏ này. Hôm trước có cây mấy con 2 lá. Cây này 2 lá này. Nhỏ xíu luôn. À. Cái này gieo sau, gieo muộn nhất này. Cây trước có một cây bị chết rồi này. Gieo một thêm một hạt nữa xuống đây. Cây này 2 lá này. Con nhện gì đây? Mẹ đi chỗ khác em ơi. Vào đây phá hại ở đây. Trai Phố Núi có ươm thêm vài cây bưởi. Cây bưởi này là bưởi bưởi gì nhỉ? Bưởi làng tự nhiên thôi. Không phải bưởi diễn, bưởi da xanh gì đâu nhá. Cây này ra sau, 2 lá. Nói chung là tạm ổn các bác ạ. Có rất nhiều hạt gieo xuống nó không mọc được nhá. Cũng có rất nhiều hạt mọc lên rồi nó vẫn chết. Chả hiểu tại sao luôn. Không biết là có nên bón phân chưa nhưng mà Trai Phố Núi kệ đã. Cũng là chưa biết. Hỏi ý kiến một số anh em đi trước xem
có bón phân hay không và bón phân gì các bác nhé. Trái phù núi cũng mới chỉ nhổ cỏ và tưới nước thôi, khô quá thì tưới thôi và xử lý những con sâu cuốn lá này này, cuốn lá vào nó. Mày mày chuồn đi đâu em ơi, đây này sâu này đấy. Ê, nó cuốn lá vào chứ, cuốn lá vào cắt cái ngọn này đi rồi mày. Đi tây thiên thỉnh kinh á, mẹ sư lại chui xuống dưới kia rồi, cho mày thoát nhá. Có vẻ hơi cằn đúng không các bác? Bây giờ tháng 6 rồi. Tháng 6 dương lịch. Có vẻ cây hơi thấp đúng không? Đến khoảng tháng 12 sẽ trồng. Chắc mình phải bổ sung phân mới được. Phân tưới nước hoặc là cho tưới nước, mình ngâm với nước đi, hòa tan ra để tưới, tưới nhẹ nhẹ, không thì nặng quá sợ nghèo mất, tốn bao nhiêu thời gian công vào đây rồi, mỗi lần trái phụ nữ nhổ cỏ này nhá, đất đóng bầu của trái phụ nữ toàn đất đồi thôi nên chưa có cái gì, chưa có chất dinh dưỡng cho cây, nó hơi cằn. Ui, lại gặp con sâu đây rồi, mày chạy đi đâu em ơi. Ui, chết mẹ cây này rồi, cuốn mẹ và chết mẹ cây này rồi. Xong xong xong, cắt ngọn xong rồi, con này đục thân à, mày này. Xong rồi một cây. Ôi, điện thoại gần hết pin rồi các bác ạ, nên là trái phụ nữ cũng xin tạm dừng ở đây thôi, cho các bác xem phát cái hồi trái phụ nữ ươm nó phát triển thế nào thôi. Ôi, video dừng ở đây nhá, cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Các bác có kinh nghiệm gì về cho cái hồi phát triển mạnh thì để lại bình luận chia sẻ cùng trái phụ núi nhé. Cảm ơn tất cả các bác.